Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm clip swag song. Có lẽ năm nay là năm mà tất cả các hãng đều ra bộ limited edition sớm hơn mọi khi. Cho nên mình phải cập nhật thường xuyên để cho các bạn biết và các bạn sẽ quyết định xem là các bạn sẽ mua gì trong mùa lễ sắp tới nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu swag song. Bộ song mình giới thiệu đây là của Vibe. Mình biết là mình vừa mới làm một bộ song Vibe gần đây. Nhưng mà đây là một bộ khác. Bộ này thì có kiểu dáng giống hệt như của năm ngoái, nhưng hai màu son thì khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu các bạn muốn xem đó là màu son gì thì hãy tiếp tục theo dõi. Son đỏ là một màu không thể nào thiếu trong những bộ sưu tập của mùa lễ hội này. Đây là màu Phrase. Và bộ sưu tập này có tên là Matte Cream Lip Crayon. Chính vì có tên là như vậy cho nên chất son nó có vẻ như là nằm ở giữa phần matte và phần satin. Son lên môi rất là mượt và tự nhiên. Đối với mình thì son lên môi và bám màu thì khoảng 3 tiếng. Ăn uống tất nhiên son sẽ trôi đi, nhưng trôi đi rất là đều. Và khi son có trôi đi nữa thì son vẫn còn một lớp tint nhẹ. Với dòng này thì mình chưa bao giờ bị khô môi khi sử dụng sản phẩm. Cho nên đây cũng là một trong những dòng son mà mình ưa chuộng nhất. À mà còn nữa, tông đỏ này thì không làm bị vàng răng đâu nha. Tiếp đến là màu Orchid. Lúc đầu mới nhìn màu thì mình nghĩ có vẻ nó hơi khó đánh một chút xíu. Nhưng mà khi đánh lên thì nó rất là hợp da và nó cũng tôn màu da nữa. Màu này thì thuộc màu limited cho nên mình nghĩ khi mà đã hết hàng rồi thì hãng sẽ không làm nữa. Nếu bạn nào có ý định sưu tầm thì nhớ đem về một hộp nha. Bên cạnh đó thì hình như màu son này lại hợp với kiểu trang điểm mình đang trang điểm phải không các bạn? Thêm một màu đỏ đậm quyến rũ nữa có tên là Red Velvet. Màu này thì lên cực đậm và mình chỉ cần quệt nhẹ son thôi là màu đã ăn hết rồi. Đây là một điểm tốt nhưng cũng có thể là một điểm xấu nếu như mà các bạn ăn uống không để ý thì nó có thể bị lem ra. Cái này đang đi hẹn hò mà mắc phải lỗi này thì có lẽ là xấu hổ lắm đó nha. Các bạn có thể thấy được cái lỗi này mình mắc phải ở màu son sau vì ở xung quanh vùng môi của mình vẫn còn một chút tint màu đỏ của màu Red Velvet để lại. Và màu cuối cùng đây là màu Truffle. Một tông đỏ vampire thật là ấn tượng phải không nào? Vậy là hết rồi, đây là những màu mà mình đã swatch. Nếu như các bạn đánh đậm môi thì những màu đó nó sẽ ra như thế này. Còn nếu đánh lợt và tán đều ra thì màu nó sẽ đợt lợt hơn. Nó có cảm giác như mình đang đánh một lớp tint và một lớp dưỡng vậy đó. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye! Mình biết là mình vừa mới làm một bộ son trọt mới đây. Nhưng mà Tarte